Chiều ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bà Hà Ni, 47 tuổi, phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Bà Hà Ni được tòa áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về hành vi đăng thông tin thuộc bí mật đời tư vợ chồng bà Phương Hằng lên mạng. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Hà Ni và Trần Văn Sĩ ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên Viện Kiểm sát truy tố theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, cả hai cá nhân có nhân thân tốt. Hà Ni từng nhận nhiều giấy khen bằng khen của các cơ quan tổ chức, phạm tội do bị bà Phương Hằng có phát ngôn sai về pháp luật của mình. Bị cáo Sĩ có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, song đã ăn năn hối cải, tuổi cao nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cựu luật sư Trần Văn Sĩ, 67 tuổi, bị phạt 2 năm tù về cùng tội danh. Về phần dân sự, vợ chồng bà Phương Hằng và đại diện quỹ từ thiện Hằng Hữu không yêu cầu các bị cáo bồi thường nên tòa không xem xét.